Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền thanh Bắc Quang. Chương trình được phát sóng định kỳ vào 17h30 phút các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên tần số FM 95,8 MHz và phát lại vào sáng ngày hôm sau. Thưa quý vị và các bạn, thích ứng với dịch bệnh trong tình hình mới, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện Bắc Quang đề nghị tất cả người dân luôn thực hiện tốt 5K trong phòng chống dịch. Thực hiện khai báo y tế trung thực nếu tiếp xúc với các ca F0, F1, các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh và các vùng có dịch. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, viêm phổi, đau họng, mệt mỏi, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế và các quy định phòng chống dịch của ngành y tế và chính quyền địa phương. Đối với các khu cách ly, phong tỏa phải thực hiện nghiêm yêu cầu cách ly, gia đình cách ly với gia đình, thôn tổ dân phố cách ly với thôn tổ dân phố, xã thị trấn cách ly với xã thị trấn, yêu cầu tất cả người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tại nơi công cộng. Đối với những người cách ly y tế tại nhà, phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định cách ly của ngành y tế. Trường hợp lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Mọi người cần bình tĩnh, không hoang mang, nhưng tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, không đăng tin, chia sẻ các nguồn tin không đúng, không chính thức về dịch bệnh COVID-19, gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân, gây khó khăn cho công tác truy vết, kiểm soát dịch trên địa bàn. Hãy thực hiện 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế để giữ an toàn cho bạn và chúng ta trước đại dịch COVID-19. Bioca thực phẩm bổ dưỡng, Bioca công nghệ Hàn Quốc, Bioca quà tặng sang trọng, Bioca vì sức khỏe Việt. Bioca cho sức khỏe như yêu thương, Bioca giúp bạn có nhiều lựa chọn hơn, Bioca vì sức khỏe Việt. Bioca, Bioca, Bioca. Bioca được sản xuất trên dây chuyền tự động hóa hiện đại, tỉ mỉ trong từng khâu sản xuất đến thiết kế sản phẩm. Các sản phẩm được sản xuất từ sâm, nấm và dược liệu quý. Bioca, Bioca vì sức khỏe Việt. Truy cập website bioca.com.vn hoặc liên hệ hotline 0986 849066 để được tư vấn đặt hàng các sản phẩm Bioca. Tham khảo sản phẩm Bioca tại các hệ thống Aeon Mall, Vinmark, BRG Mart, Lan Chi, Guardian, Medicare và hệ thống nhà thuốc trên toàn quốc. bioca.com.vn hoặc liên hệ hotline 0986 849066 để được tư vấn đặt hàng các sản phẩm Bioca. Tham khảo sản phẩm Bioca tại các hệ thống trên toàn quốc. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.